kim tự tháp đã được kiến tạo như thế nào. Và Joseph, kiến trúc sư của kim tự tháp đầu tiên. Một trong những chủ đề yêu thích nhất của Ron Wyatt là kim tự tháp được xây dựng như thế nào. Sự hứng thú của ông tăng lên với sự thật rằng Imhotep chính là kiến trúc sư của kim tự tháp đầu tiên, cũng như là người đầu tiên sử dụng các cột đá. Trong video về Joseph này, bạn sẽ thấy mọi chứng cứ cho thấy rằng Imhotep chính là Joseph trong Kinh Thánh, người nói về 7 năm được mùa và 7 năm đói kém. Ông cũng là một trong những người con của Jacob, người được Chúa đổi tên thành Israel. Một nghiên cứu về các nền văn minh sơ khai cho thấy rằng họ không phải là không có kiến thức lành nghề về xây dựng. Ông Ron có niềm tin rằng các nền văn minh sơ khai là những người thừa hưởng các tri thức tiền hồng thủy được truyền lại từ gia đình Noah, và những tri thức đó đã bị mất dần theo thời gian. Thậm chí ngày nay, ta cũng không thể tái tạo lại quá trình xây dựng các kim tự tháp khổng lồ của họ. Tuy nhiên, nhiều nền văn minh sơ khai đã xây dựng được những công trình đồ sộ này. Vậy họ thực hiện ra sao? Đó là một câu hỏi được thắc mắc qua nhiều thời đại. Trong nhiều năm qua, tôi đã rất hứng thú đối với khảo cổ học, cũng như là lịch sử cổ đại, vốn có liên hệ với khảo cổ. Tôi tình cờ đọc thấy một tuyên bố trong bài viết của một sử gia Hy Lạp cổ đại tên là Herodotus, đã mô tả cách xây dựng những công trình này. Nó nói rằng phương pháp được dùng là xây dựng theo từng bậc, hay người ta còn gọi chúng là các bậc thang. Khi phần nền móng hoàn tất, các khối đá dành cho tầng đầu tiên phía trên nó được nâng lên từ mặt đất bởi các thiết bị làm từ các thanh gỗ ngắn. Trên tầng đầu tiên cũng có một thiết bị khác sẽ nâng các khối đá lên một bậc cao hơn, rồi một cái khác lại nâng chúng lên cao hơn nữa. Mỗi bậc 2 tầng có bộ đòn bẩy riêng, hoặc có lẽ họ dùng thứ gì tương tự mà dễ mang theo. Họ chuyển từ tầng này lên tầng khác cho đến khi vật nặng được đưa vào đúng vị trí. Lúc đó, tôi đang đọc một tạp chí khảo cổ nói về một con thuyền mặt trời mà họ tìm thấy bên cạnh kim tự tháp, và họ cũng tìm thấy nhiều vật bằng gỗ trong đó. Một số trong chúng không khớp với con thuyền. Sau khi phục hồi xong con thuyền, họ còn sót lại những thứ này. Họ không biết chúng đã được dùng để làm gì nên đã cất giữ. Hóa ra đó là những thanh gỗ trong những cỗ máy xây dựng kim tự tháp. Và ở các chữ tượng hình ở vùng Saqqara, họ tìm thấy các chữ tượng hình phù điêu cho thấy cơ chế hoạt động của cỗ máy này. Thứ bạn đang thấy đây là một lối vào, đánh dấu một phần của khu phức hợp lăng mộ Oliad, một trong những pharaoh triều đại thứ 3. Đây là một vòng tròn ghi tước hiệu của vua Ai Cập, cho chúng ta biết người này là ai. Bạn chú ý thấy vòng tròn này nằm nghiêng thay vì dựng đứng lên. Nó biểu thị cho sự việc là người này đã chết. Bạn chú ý thấy các biểu tượng bên trong vòng tròn vẫn dựng đứng. Những thứ này biểu thị cho một trong những vị thần của Ai Cập. Vì vậy họ không chết. Chỉ người này là chết thôi và sẽ đầu thai vào pharaoh kế tiếp theo thứ tự. Thứ ta có ở đây, đọc từ phải sang trái là Onias đã chết. Ta có cái thuổng tượng trưng cho việc họ đã chôn ông ta. Kế đó ta có biểu tượng của các cỗ máy xây dựng kim tự tháp, cũng có ý nghĩa là xây dựng. Nó xuất hiện trước biểu tượng của ngôi đền và thứ đại loại như vậy. Kế đó, ta có một kim tự tháp, dĩ nhiên cũng là lăng mộ. Biểu thị ở đây, chúng ta có những món quà được trao cho pharaoh đã chết để duy trì cho ông ta ở kiếp sau. Sau đây là phòng to của những vật thể kỳ lạ mà ta thấy trong các chữ tượng hình trên này. Cái này, hãy chú ý, khi bạn kéo cái đòn bẩy cong này xuống, bộ phận này sẽ được nâng lên đây. Đối với các hình khắc này, Bạn thấy rằng đây chỉ là phần bên phải của hình khác. Hãy tưởng tượng, bạn có thể đặt một hình ảnh đối xứng khác của nó. Thế là ta có một cơ chế nâng. Herodotus, cha đẻ của lịch sử, một sử gia Hy Lạp, đã chu du với binh đoàn 34 cũng như một mình vào thời cổ đại, đã khẳng định trong sách của ông rằng các kim tự tháp được xây dựng theo từng bậc, có các cấp độ khác nhau, và người Ai Cập đã dùng các thiết bị nâng được làm từ các thanh gỗ ngắn để nâng các khối đá từ một bậc này lên bậc khác. Nếu ta đặt thiết bị này lên mặt đất, rồi đặt một cái khác ở bậc cao hơn, và thế là nếu cần, ta có thể đặt chúng cao dần ở phía bên của kim tự tháp, rồi tay quay được xoay và khối đá được nâng lên. Dĩ nhiên là nó được nâng lên rồi dịch sang một cỗ máy khác đang ở vị trí thấp chưa nâng, rồi lại nâng lên và chuyển dịch sang một cỗ máy khác. Bằng cách này, khối đá sẽ được nâng lên cao đến mức cần thiết ở cạnh bên của kim tự tháp. Một số người mà chúng tôi đã thảo luận đã tự hỏi rằng thứ này có thể thực sự nâng được tải trọng khá nặng hay không. Chúng tôi đã dựng nên nhiều loại máy này. Chúng tôi chỉ đặt 3 bộ đòn bẩy ở đây. Dĩ nhiên, chúng sẽ chứng minh rằng không cần nhiều đòn bẩy hay các bộ đòn bẩy để nâng một trọng tải khá nặng. Chúng tôi có một chiếc xe hơi nhỏ gọn với khối lượng tương đương với khối đá trung bình ở kim tự tháp. Lúc này, chúng ta sẽ cố gắng nâng chiếc xe này lên. Ở đây, bạn đã thấy sự minh chứng rằng quả thực cỗ máy này có thể nâng một tải trọng khá lớn. Một kỹ sư được tôi yêu cầu thực hiện một việc nghiên cứu nhỏ về vấn đề này và đã cho tôi biết ý kiến về khả năng tối đa của cỗ máy giống vậy. Nói rằng có thể nâng 500 tấn lên đến cao hơn 18 mét, 60 feet, bằng cỗ máy làm từ gỗ này. Cùng với các chữ tượng hình và mô tả của Herodotus về lịch sử mà những di tích to lớn này được xây dựng nên, chúng tôi tìm thấy xung quanh nền móng của kim tự tháp các lỗ hổng nằm trong đá. Đây là các lỗ có khoảng cách thích hợp để neo máy, nhằm nâng các khối đá lên theo bề mặt kim tự tháp. Có một cụm các lỗ ở khu vực đặc biệt này, và cỗ máy nâng đa vật thể được neo tại đây, về phía nam của khu vực này. Đấy là nơi những khối đá làm phòng chôn cất được nâng lên, cũng là nơi mà tầng khác được dựng lên. Các tảng đá được nâng vào đúng vị trí. Có nhiều lỗ khác xung quanh chu vi của kim tự tháp. Đây là nơi mà các tảng đá được nâng bởi những cỗ máy được neo xuống. Người sẽ nói đôi lời về những cỗ máy xây dựng kim tự tháp là Nasib Hassan. Ông ấy là giám đốc về cổ vật ở Ai Cập, và ông ấy sẽ cho bạn biết những gì ông tin về cách xây dựng các kim tự tháp. Hiện giờ tôi thấy rất vui khi thấy cỗ máy mà ông Wyatt đã cho tôi xem. Và tôi nghĩ có thể họ đã sử dụng thứ gì đó tương tự. Bởi vì bằng chữ tượng hình, chúng ta biết rằng đây là vòng tròn đồ hình của lăng mộ Oliad ở phía tây của đại kim tự tháp. Và cũng như ký tự này, nghĩa là niter, tức là tuyệt đẹp. Và ba ký hiệu ký tự này không chính xác lắm, nhưng có thể biểu thị một cỗ máy khác hoặc một bộ phận khác của cỗ máy này, hoặc thứ gì đó tương tự, có thể bằng gỗ hoặc bất kỳ thứ gì khác. Và khi tôi đọc về cỗ máy mà họ sử dụng, tôi nghĩ nó phù hợp để nâng những khối đá từ bậc này sang bậc khác. Họ đã dùng nhiều cỗ máy bằng gỗ này để nâng những khối đá, và nó phù hợp cho những khối đá granite và khối đá vôi khổng lồ. Phương pháp xử lý mà tôi từng thấy trên TV hoặc đâu đó tại đây ở Ai Cập, nó phù hợp cho việc nâng lên. Được rồi, chúng ta đã có 3 trong số những chiếc máy này được lắp đặt dọc theo các bậc khác nhau của kim tự tháp ở đây, để chứng minh rằng làm thế nào những di tích tráng lệ này được kiến tạo. Hiện tại thì Bộ trưởng Cổ vật đã yêu cầu chúng tôi không sử dụng khối đá vì có khả năng khối đá có thể bị rơi và làm tổn hại tới các kim tự tháp. Mặc dù nhìn từ xa, trông chúng được bảo tồn một cách cẩn thận, nhưng có rất nhiều hòn đá lỏng lẻo và thỉnh thoảng một hòn đá sẽ rơi xuống. Chúng tôi không muốn chúng bị tổn hại nên đang sử dụng một thùng cạc tông hoặc hộp lớn để minh họa quá trình, nên bạn có thể thấy họ đã hạ cỗ máy đầu tiên xuống là cỗ máy thấp nhất vào vị trí, và họ đang nâng khối đá lên. Trong trường hợp này là thùng cạc tông đã được nâng lên tới độ cao tối đa của cỗ máy này. Tất nhiên rồi, khi các kim tự tháp còn mới, sẽ không có những khối đá lởm chởm nằm xung quanh kiến trúc này để gây trở ngại. Và vì vậy, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều ở thời điểm cụ thể đó. Những viên đá cản đường khiến việc có được ý tưởng đúng đắn về cách họ thực hiện điều này trở nên khá khó khăn hơn. Bây giờ thì họ đã chuyển thùng cạc tông trở lại vào cỗ máy tiếp theo. Giờ thì chúng tôi thấy rằng họ có một bộ tay quay nằm bên trên cỗ máy này. Đó là cỗ máy thứ 2 và thứ 3, và nó cuộn dây thừng cột bên ngoài khối đá bằng cách sử dụng cát bên dưới khối đá. Họ có thể trượt nó về trước qua cỗ máy nằm ở đằng sau và phía trên ở bậc tiếp theo. Tất nhiên là điều này phù hợp với mô tả của Herodotus, vì thực tế ông ấy chỉ có thể nhìn thấy chữ tượng hình nên ông đã mô tả chúng như một thiết bị nâng. Giờ khi chúng ta nâng đến phần trên cùng của cỗ máy thứ 2 này, tất nhiên là bạn sẽ thấy ở đó là một cỗ máy thứ 3 có thể được hạ xuống, rồi khối đá sẽ được đặt lên đó và nâng lên cao hơn nữa. Sau đó, từng bước một, bạn từ từ di chuyển theo cách đó lên tới đỉnh, hoặc theo lên phía cạnh của kim tự tháp này. Và như có thể thấy vào thời điểm hiện tại, bạn sẽ không muốn mạo hiểm lên quá xa theo hướng này với những cỗ máy, vì bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Và đã có một số người thiệt mạng khi cố gắng trèo lên những khối đá này, bởi vì nhiều khối đá đã bị lỏng lẻo do phong hóa, và thực tế là những khối đá nâng đỡ chúng cũng đã rơi ra. Nhưng những cỗ máy này có thể được gắn chặt với nhau, và chúng có thể được buộc bằng dây thừng với những cỗ máy phía trên tới mức không thể, hoặc gần như không thể xảy ra nhiều tai nạn. Giờ khi chúng lên tới đỉnh kim tự tháp, họ bắt đầu lấp đầy các bậc thang bằng những khối đá đã được cắt sẵn cho mục đích đó, và tất nhiên là những viên đá cứng cáp hơn để ngăn chặn nước xâm nhập vào và làm xói mòn các cạnh của kim tự tháp. Dĩ nhiên, đó là những gì đã xảy ra vào thời điểm này. Một số nhà cai trị sau này và người dân địa phương thấy đây là nơi lý tưởng để khai thác đá. Nên thay vì đi xa vài dặm và có thể mang đá qua sông, họ đã đến đây và lấy đá ra khỏi các công trình này. Và tất nhiên, những viên đá này đã được cắt đẽo. Trước trải nghiệm của Joseph, có câu chuyện liên quan trong Kinh Thánh về ông ấy, nạn đói, những giấc mơ của ông và tất cả chúng. Ai Cập từng là một tập hợp các thành bang với rất ít liên kết chính trị nếu có. Và khi nạn đói kết thúc, và trong suốt 7 năm đó, Pharaoh Djoser đã được nâng lên vị trí người giàu có nhất thế giới. Vì nạn đói này tràn tới đất Canaan, như bạn biết, Jacob phải gửi các con trai của mình xuống để kiếm thức ăn. Rồi đột nhiên, người đàn ông này, Djoser, có tiền bạc, vàng và tất cả mọi thứ khác. Và xem ra, ông ấy còn muốn được bất tử. Bạn biết đấy, bằng đá, ngày nay rất nhiều người làm điều đó. Họ xây những tòa nhà lớn và đại loại như vậy. Nên dù sao, ông cũng tìm đến Imhotep, và ông ta được giao nhiệm vụ xây dựng một đài tưởng niệm bền vững để làm trường tồn hay làm bất tử ký ức về Djoser. Ron không cố gắng tìm hiểu xem các kim tự tháp được xây dựng như thế nào, mà ông đi nghiên cứu lịch sử cổ đại giống với những gì Herodotus đã viết. Khi lần đầu tiên ông đến Ai Cập để xem kim tự tháp có bậc thang, khi ông nhìn thấy chữ tượng hình ở lăng mộ của Onias, Chúa đã tiết lộ cho ông ấy cách giải nghĩa nó, giống như Chúa đã ban cho Joseph lời giải giấc mơ của Pharaoh. Tôi tin chắc rằng Ngài đã ban cho Ron cái nhìn thấu suốt theo cách tương tự, và cho ông ấy biết cách xây dựng các kim tự tháp. Và Ngài đã tiết lộ cho ông ấy cách tạo ra thiết bị đơn giản này. Giống như vậy, Ngài đã tiết lộ cho ông ấy những hầm ngũ cốc của nạn đói kéo dài 7 năm. Khi đến lúc Chúa tiết lộ những điều Ngài đã giấu kín hàng nghìn năm cho thế giới sa ngã, như Samuel và Esai, khi Chúa gọi, Ron trả lời, "Con ở đây, xin hãy sai con."